Hôm qua, tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tiến hành bàn giao trang thiết bị hỗ trợ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Savannakhet, Lào phòng chống dịch COVID-19. Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại các tỉnh của nước bạn Lào, với số ca nhiễm bệnh ngày càng tăng, gây khó khăn cho công tác đảm bảo phòng chống dịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã gửi tặng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Savannakhet, Lào 100 giường nằm trị giá 165 triệu đồng. Việc hỗ trợ trang thiết bị giúp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Savannakhet, Lào không chỉ là sự quan tâm, ủng hộ về vật chất mà còn thể hiện tình cảm, sự sẻ chia, động viên sâu sắc đến các tỉnh, lực lượng vũ trang nước bạn Lào trong công tác phòng chống dịch COVID-19.